Xin chào các bạn, mình rất vui khi các bạn lại quay trở lại với video của mình. Trên thị trường, những laptop mỏng nhẹ cùng với cấu giá phù hợp thì đang là nhu cầu của rất nhiều người. Nhưng với những chiếc laptop mỏng nhẹ như vậy thì giá thành rất là khá cao. Với mức giá khoảng 5 triệu đồng thì khó ai có thể tìm được một chiếc laptop phù hợp cho mình, với nhu cầu vừa mỏng nhẹ đẹp cùng với đó là có thể giải trí, làm việc, làm các công việc văn phòng. Nhưng với 5 triệu thì mình sẽ đem đến cho các bạn một chiếc laptop Mastel L133. Đây là một chiếc laptop giống MacBook Air và đang rất là hot trên thị trường hiện nay. Mỏng và nhẹ là hai điều mà mình thấy được ở chiếc máy khá thực sự giống với MacBook Air. Khi mình nhìn vào mình cảm tưởng đây là chiếc MacBook Air thật hay sao, nhưng mà nó chỉ khác là ở mặt lưng không có hình quả táo, máy chỉ mỏng 13,5mm và nặng 1,5kg. Máy được làm bằng vỏ bọc nhôm, chất liệu rất là tinh xảo, và ở dưới đáy thì có 4 nút đế cao su giúp cho máy có thể bám chắc hơn ở trên các bề mặt. Và khi mình cầm trên tay thì mình cảm thấy máy rất là chắc chắn, giúp các bạn có thể tiện lợi di chuyển chiếc máy mà không lo độ cồng kềnh. Khi mình dùng bàn phím thì cảm giác hành trình phím tương đối sâu và độ nảy phím cũng không được tốt, có lẽ là do chắc mình hơi khó chịu trong việc lựa chọn bàn phím. Mình cảm thấy rất là ngạc nhiên khi Mastel đã làm cho phần chuột cảm ứng khá là rộng, và tuy nhiên thì khi mình sử dụng thì mình cảm thấy chuột cảm ứng nó phản ứng hơi là chậm và mình phải mất một thời gian dài thì mới có thể sử dụng quen được. Tuy nhiên thì với mức giá khoảng 5 triệu thì không thể nào chúng ta có thể so sánh được với chiếc MacBook hơn 20 triệu. Nhưng nếu những ai không quá khắt khe mà lại có túi tiền hạn hẹp thì chiếc máy này cũng là một lựa chọn đáng để chúng ta để ý. Bốn loa của máy thì lại được thiết kế phá cách nằm ẩn giữa thanh bản lề và phần mặt đáy, giúp khuếch đại âm thanh to hơn, đem lại cho âm thanh cảm giác sướng hơn với những chiếc notebook thông thường. Về phía bên phải của máy thì chúng ta có thể thấy máy có một cổng cắm nguồn, một cổng cắm tai nghe, một cổng cắm thẻ SD và một cổng cắm USB. Còn bên trái của máy thì có một cổng HDMI, một cổng USB. Mình thật sự rất là ngạc nhiên khi Mastel L133 không những mỏng, đẹp, nhỏ gọn mà còn có cấu hình vừa đủ cho dân văn phòng. Máy được trang bị bộ vi xử lý Intel Celeron N3550, xung nhịp 1.1GHz, hỗ trợ tối đa lên 2.4GHz, RAM 8GB với bộ nhớ trong là 32GB, cùng đó là ổ cứng SSD 256GB cho tốc độ dữ liệu đọc và ghi dữ liệu nhanh hơn. Ngoài ra thì bộ nhớ trong là một điểm yếu đáng chú ý của chiếc máy này, bởi vì quá ít dung lượng, nhưng các bạn có thể nâng cấp hơn dung lượng với thẻ nhớ ngoài hoặc là nâng cấp ổ cứng SSD. Máy được sử dụng bộ tản nhiệt qua lớp vỏ của máy nên cho nên là chiếc máy này không dùng đến quạt tản nhiệt nên là không gây tiếng ồn khi chúng ta sử dụng. Nhưng mà tuy nhiên thì khi sử dụng một lúc lâu thì chúng ta có thể thấy được nhiệt ở dưới đáy máy hơi ấm, nhưng mà nó không nóng quá nên chúng ta vẫn có thể sử dụng bình thường. Với mức giá khoảng 5 triệu thì mình nghĩ không có nhà sản xuất nào có thể đưa một màn hình Full HD như Mattel vào trong chiếc máy. Máy có kích thước 13.3 inch, nhưng mà tuy hơi nhỏ nhưng mình cảm thấy hình ảnh rất là chân thực và sắc nét. Máy sử dụng pin lithium, với chiếc pin này thì sạc rất là nhanh nhưng lại thời gian sử dụng lại khá là lâu, nên mình rất ấn tượng với chiếc pin của máy này. Với mức giá trên thị trường khoảng 5 triệu đồng mà cùng với đó là thiết kế và cấu hình phù hợp thì mình nghĩ đây là một lựa chọn hàng đầu cho những dân văn phòng. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì nhớ ấn like và subscribe kênh YouTube của mình nhé, để kênh YouTube của mình có thể ngày càng phát triển hơn và ra nhiều video cho các bạn xem hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.